Giá vàng hôm nay 21 tháng 10 chinh phục lại mốc 71 triệu đồng trên lượng. Giá vàng trong nước rạng sáng nay tiếp đà tăng mạnh lên quanh ngưỡng 71 triệu đồng trên lượng. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang niêm yết ở mức 70,25 triệu đồng trên lượng mua vào và 70,97 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào ở mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng ngày qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 350.000 đồng ở cả hai chiều. Doji tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh tăng giá vàng miếng 650.000 đồng ở chiều mua và 500.000 đồng ở chiều bán, lên lần lượt là 70,3 triệu đồng trên lượng và 71,1 triệu đồng trên lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra ở mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Giá vàng miếng phú quý SJC đang niêm yết ở mức 70,15 triệu đồng trên lượng mua vào và 71,5 triệu đồng trên lượng bán ra, tăng 350.000 đồng ở chiều mua và 450.000 đồng ở chiều bán so với rạng sáng ngày hôm qua. Vàng miếng PNG đang mua vào mức 70,25 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 71,1 triệu đồng trên lượng, tăng 500.000 đồng ở chiều mua và 650.000 đồng ở chiều bán. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 270.000 đồng ở chiều mua và 390.000 đồng ở chiều bán, lên lần lượt là 70,25 triệu đồng trên lượng và 70,97 triệu đồng trên lượng. Giá vàng thế giới rạng sáng nay tiếp đà tăng vàng, với vàng giao ngay tăng 8,5 USD lên 1.981,2 USD trên ao. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.994,4 USD trên ao, tăng 13,9 USD so với rạng sáng ngày hôm qua. Vàng tiếp tục tăng trong phiên giao dịch cuối tuần này, nhích gần hơn đến mức tâm lý, quan trọng là 2.000 USD trên ao. Lo ngại về sự leo thang hơn nữa trong cuộc xung đột ở Trung Đông đã thúc đẩy sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng thỏi. Karia Alam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, cho rằng không có gì ngạc nhiên khi giới đầu tư đổ xô vào vàng. Trong bối cảnh không có gì chắc chắn về những gì xảy ra trong cuối tuần này, các nhà đầu tư muốn đổ xô vào vàng để bảo vệ tài sản của mình. Philip Strasbourg, chiến lược gia phân tích thị trường tại Blue Light Futures ở Chicago, cho rằng nếu xung đột ở Trung Đông leo thang, giá vàng sẽ vượt qua mức 2.000 USD trên ao. Vàng tương lai tăng 2,9 lần trong tăng và tăng giờ gần 180 USD kể từ cuộc xung đột Israel-Hamas nổ ra. Trong một ghi chú mới đây, Fitch Solution dự báo giá vàng sẽ đạt mức trung bình 1.950 USD trên ao trong năm nay. Ngoài bất ổn địa chính trị, vàng cũng được hỗ trợ khi lo ngại về một đợt tăng lãi suất khác của Fed vào năm 2023 giảm bớt. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell hôm thứ Năm đã bỏ ngỏ khả năng cần tăng lãi suất hơn nhiều hơn. Lãi suất cao làm các chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không mang lại lãi suất. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới này cũng đã lưu ý rủi ro mới nổi và cần phải thận trọng. Theo Cục Công cụ của CME FedWatch, các thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng tới. Theo các nhà phân tích của OneStar, của Reuters, vàng xuất giao ngay dự kiến ở mức rộng là tăng lên khoảng 1.998 đến 2.010 USD trên ao vì nó đã phá vỡ ngưỡng cự 1.972 USD trên ao. Trên thị trường vật chất, các đại lý vàng ở Ấn Độ buộc phải đưa ra mức chiết khấu cao hơn do giá trong nước tăng vọt làm chậm nhu cầu trước lễ hội quan trọng. Với giá vàng trong nước tăng và giá vàng thế giới neo ở mức 1.981,2 USD trên ao, tương đương với gần 59 triệu đồng trên lượng, nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa thuế và phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện là 12 triệu đồng trên lượng.